dương mà tam đàn bẹp bòn cho mùi nâng rồi bạc chơi rồi màn tì vần tí đây nâng nông bì thamay thamay nít miên ca lực lạng ai có miên chùm ngọt là chì trang đây nâng nông bì vần lọc mong nít kì lực lạng ngọt bì chùm ngọt thả tá rồi bạc chơi rồi màn tì vần tí bọt ông bàn sai riết nâng nông bì là nà hai bì là đại bọt ông bàn đạ riết rư có cho tì vần cút ta bọt ông bàn bắt bạc cài rư có bọt ông bàn cho tì vần cút đời xa tài miên chùm ngư rô kia biết đòi chạc chủ rí rư có đòi xa tài ca bắt luôn rư cái dạng nà ấy bánh hà môi tiết nó cứ bẹp con chủ môi nâng rú ở xâm nạ rô bọc bọc ông miên bia khắc của miên ca bắt bay chỉ vì xe cứ ca bắt nây bọc hoa từ tài tầng sông cứ bắt tàng pi miên này thả bắt đầy tầng pi ấy cơ lòng máu kì miên ca thư nâu rú xâm nạ khắc của miên ca lược đầy bọc nòm ấy khắc có miên hốc tăng môi chùm nuôn đôi chì nâng bật tìm láo cứ bà ông bà đắc bà hoa tương bí gồm nơi lưu bà nên bà ông đã chìa ế rì giác bọt nơi ca thư sư mà thị ca mặt thàm hỏi bà sở rộp sức đây máu cứ ế rì giác bọt nơi bà chê bà ông tìm bí bà sân kì khơi ca sảo chì riêu nơi khổng bí thamay thamay đòi lục bình đất mì xê lạ trà nế cứ bà hoa tương bí bà nây thạ đắc nơi lưu bà nên nơi khổng ế rì giác bọt nơi ca thư sư mà thị chân kì thư ca sân nơi thàn thà rù sâm nạc bà bà chê bà ông tìm bí ca bất cứ chỉ ca thư sma thị cam thàn đại nục con ông nút cư miên tiền ca mịch bình nê phong đái đại chỉ ca bằng hai tha phong cư châu chất sắp bát tây nơi con ông ca rẽ xa nơi ở sơn hơi có chỉ nhận đại căn nơi bậc phật tử sát na mà hà diên độ chuộc chuôn chỉ ti bằng phật ai ca bậc căn nơi bậc phật tử sát na ní cư chấp đàm lang tăng pi bệ miệt đa bệ bệ đa bậc phong đại chỉ nơi con ông sơ mai mũi đại thư ao bậc phật tử sát na nơi con ông sơ mai ông cô lang đo cầm rất cầm pu đại bệ hạ sát ban chặt tục bậc phật tử sát na cư chỉ sát na bỏ rót bậc tu bay chỉ pramain sát na ban bậc căn nơi con ông bệ hạ sát mai tràn chấm đoan cả đời phần tái nơi từ miền ca lữ nằm cao phật hạ phật hai lạc niệm tại phần nọ dương ông mưu lòng pi ở chỉ vẹp bờ vót bọc bờ bát chế bờ man ti bờ pi cả bậc tứ bờ ông miền bờ niệm đau chi chmu tha bờ ông mà cha chế bờ thôn đại bờ ông từ chi bong ôn chỉ tuốt mui từ nương bờ surya varman ti pi ហើយ ព្រះ បាទ សូរ្យ វរ្ម័ន នេះ គឺ ត្រូវ ជា ជី ដូន 1 របស់ ព្រះ បិតា របស់ ព្រះអង្គ ដែល ព្រះ បិតា របស់ ព្រះអង្គ មាន ប្រនាម ថា ព្រះ បាទ ធរណន្ទ្រ វរ្ម័ន ទី 2 ហើយ មាតា របស់ ព្រះ បាទ ជ័យ វរ្ម័ន ទី 7 មាន ប្រនាម ថា ព្រះ រាជ អគ្គ មហេសី ជូឌា មនី ដែល ជា បុត្រី របស់ ព្រះ បាទ ហេស វរ្ម័ន ទី 3 បើ យើង ពិនិត្យ មើល អំពី ប្រវត្តិ នៃ ព្រះ បាទ ជ័យ វរ្ម័ន ទី 7 យើង មើល ឃើញ ថា នៅ ក្នុង ឯក សាររបស់លោកត្រងាបានលើកឡើងថាព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គបានធ្វើការសោយរាជបន្ទាប់អំពីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ហើយនៅពេលដែលព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី2បានសោយរាជហើយក៏មានព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គផ្សេងទៀតគឺមានប្រនាមថាយសោវរ្ម័នទី2បានស្នងរាជបន្តពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2នេះគេមិនបានស្គាល់អំពីព្រះជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គនោះទេបន្ទាប់អំពីការសោយរាជរបស់ព្រះសូរ្យវរ្ម័នទី2ក៏មានមន្ត្រីម្នាក់ដែលដណ្ដើមរាជរបស់ព្រះសូរ្យវរ្ម័នទី2ឈ្មោះត្រីពូវនីតិតវរ្ម័នដែលនៅក្នុងពេលនោះគឺព្រះអង្គបាននៅធ្វើជាមេតបដែលប្រកាន់យកនៅព្រះពុទ្ធសាសនានោះព្រះបាទជាវរ្ម័នទី7នេះគឺនៅឯប្រទេសចាមនៅឡើយនៅក្នុងសមរភូមិឥឡូវនេះយើងមកមើលអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះបាទជាវរ្ម័នទី7ព្រះបាទជាវរ្ម័នទី7គឺជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់សូរ្យវរ្ម័នទី2នៅពេលដែលមិនទាន់បានសោយរាជនៅឡើយព្រះអង្គបានរៀបជាពិសេសជាមួយនឹងព្រះនាងរាជជ័យទេវីហើយព្រះអង្គត្រូវបានបញ្ជាឲ្យលើកតបទៅវាយចាមនៅតំបន់វិជ័យនៅពេលដែលព្រះបិតាសោយទីវង្គតទៅព្រះអង្គគង់នៅប្រទេសចម្ប៉ានៅឡើយនោះទេសិលាចារឹកពីមានអាកាសបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលយសោវរ្ម័នទី2ត្រូវបានរងគ្រោះដោយមន្ត្រីម្នាក់ព្រះអង្គក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់យាងមកវិញ
Rút có miên ẩm phư chí liên biên rồi bỏ chàm vì lúc dọc rì thị nì ẩn cô. Tổ bát chế vỡ mắn tí vần phí miên cun bẩm nách mùi giang thông chụp bụt bật tế chiết. Tại bàn phư ca rút đọc tức đầy ở rút ca trụ ta rồi bỏ bỏ tế. Ai đâm bây xâm rạch nơi cú đáy nếp rõng trực bàn và giúp giang xuất sàng và chăng tên nâng ca chí liên biên. Ai tí bẩm phót có bàn tử tù nơi chúc chây chí sư tha bồ. Nơi khăn ông chụp bàn chương tức. Đại miên rụp chùm lạc nơi lưu chinh chàng phát sát bài gióan nâng phần tì chma chìa sạc kây phiếm nì. Nơi cứ xạ kraj mẹ phoan mà rôi bạc sập mũi cứ nơi bì đại bà ông miên bà chun hà sập bà mũi bà phát sát thờ hói. Tứ bà ông tự tù lờ rì chìa bì sạch lang sao riêng nơi sao thẹp bà rạc. Cách ca đầm bông đại trang bàn riêp chom bằng pinh chìa bằng toán cứ ca riêp chom rì thị nì lang vĩnh đòi sử thạp bà nà cầm bê thamo bài kriếm. Nâng cú tức bọt chú vinh, đài chi ổng cô tí bay rư cô ổng cô thông sập ngay nì. Bà dương nì dây ổng tí chi vẹn bà vọt rà bọc, bàm hạc sát chê bà mạng tí bàn bí, bà ổng bàn cao, bà sốt nơi khăn ông chân nằm mùi bọn mà rôi mà phây pram. Hai sao hữu riêng nơi khăn ông chân nằm mùi bọn mà rôi bài sập mùi nơi khăn ông bà chân hà sập bà mùi bà vật xa. Nơi khăn ông ca lược lao nì cư miên ai kia xa mùi chùm nuôn bàn lược tha bà ổng bàn chốc sao hữu riêng nơi bà hai dì nơi khăn ông chân nằm mùi bọn bì rôi đập bà bây hai bà ổng bàn sao hữu riêng bà mạng chìa xam sập bà bì rư gò xam sập bà bây chân nằm. Hai bà kết ẩm bì ca ở đẹp bà ổng bàn bà sốt nơi khăn ông chân nằm mùi bọn mà rôi mà phây pram mà đòi bê đẹp bà ổng bàn chốc ca sao hữu riêng nơi khăn ông chân nằm mùi bọn bì rôi đập bà bây cứ bà ổng ai miên bà chân đòi từ cao bọn tay biết ai kia xa khá bàn lượng lang tham bà bát chế bà mạng tì bằng bí bà ổng bàn chô sau tì bằng cút nước nông chân nằm mùi bọn bì rôi mà phây nít cứ chỉ ai kia xa đại lượng lang xinh xinh khỉa hỏi bẹp bọn cho mùi nâng ca sau tì bằng cút nút miên ca lượng lang ổng bì chùm ngon chì trả ấn nè khá tha bà ổng bàn bắt luôn đòi mà đăng ổng bì mù là hết bọn tay nè khá lượng tha cứ chì ca mùi đại bà ổng miên bà chân chạc chù rìa ta hỏi nước nông chân nằm nơi khăn ông chân nằm một bọn bì rối đập bận bấy ní bởi kết tới bởi ông miên bởi chân đó từ cao sập bầy bởi hạ bà xa ta hỏi miên ai kia xa rồi bỏ lô miên ai kia xa môi chùm nuôn rồi bỏ nẹ sọc xa sao chí riêu môi chùm nuôn bàn lược thà nơi môn bì đại bởi ông bàn đã riêng nơi khăn ông chân nằm một bọn bì rối đập bận bấy ní bởi ông bởi bát chê bởi màn tì bận bí lô bàn chô thư xa mà thích kà mà thà nơi bởi xa chùm nuôn bí vốn tái nơi khăn ông ca sno riêng như rưu kè hai bận to ca căn dọc nơi cả tổ tuôn bình túc nơi đầm này ní cứ bà bát ân trạc vò răn tì bay đại chìa bót tra rò bọ bà ổng hai nâng miên ca mưu khó trời nơi bí đại mê rưu bà ổng bàn châu thu sư mà thị ca mật thà nó cứ miên ca lực lạng thà bà bát ân trạc vò răn tì bì đại chìa bà rì chìa bót rò bọ bà ổng bàn mưu ca khó trời hai nâng cõi mọc bàn phư ca sân rì chùm nụ bà bát chìa răn tì bàn bì bà nhá ní chỉ ca bắt luôn rưu có miền ca thư ông phư mình lo nà môi chùm phù hợp bà ông đòi ở ca bằng pin nà môi nụ tế cứ bà ông bàn sau tì bằng cốt từ tam vây thọ từ tam vây rồi bọc bà ông hay bài thọ mà chết cứ miền này tha nơi khăn ông rút chùm lạ môi chùm nốn bàn khơi tham miền ca thư bọc bọc đậm bây thư ca bầu chia sọt bọc bà ông đại miền ca chùm lạ nơi lưu bà sát môi chùm nốn phong đài bánh hát tiếng ổn đi hai bàn thư ai miên ca lượng lang ông pi panh hạp xem xế đời xa tay nơi khăn ông ai kia xa môi chùm nút mặt bàn xa xế bình chạy lùm ất nơi khăn ông pi đại bà ông bàn sau tì bằng cốt nút ca bất tư bà ông bàn sau tì bằng cốt đòi miên bệnh bà rông mà niêm tha mò ha bà rông sau cốt đại ní cư chia bằng niêm môi đại bằng hai ông pi bà ông cư chia bút tà xa xin đất chun mùi rũ bà tu bây cha giang đi cả đói có bà ông miên priêm bà rào hất nẹ chmua hạ rị xây kê sắc chia sạc khay phiếp prap tha chia sạc khay phiếp prap tha sạc sạc phiếm nơi phê núc nơi miên ếch tập bùl khlang phù xóm đá vây bà miên lật thị tì vỷ rị tử tử tùn lưu mùi giang thôn khô phì xâm nặng phụ chàm đại chô lúc lùi nơi khăn ông chân nằm mùi bọn mà rồi chất sạc bản phi cả đào bây giờ mất bẹp bọn chú mùi nâng bánh hà mùi chùm nô tiết đại dương mưu khơn tha và sân bà miên ca thuê cốt rư gô ca bắt luôn rồi bọc bà bát chê rô man tì bằng bì mến mà lại xóm bà bát ân rạc bà man tì bì đại chì nhạc snong riêng bằng to nây bà bát chê rô man tì bằng bì đại là bà ông chìa bốt bằng cao rô bọc bà bát chê rô man tì bằng bì thân ông chùm náu bốt chì trang tiết bàn thuê ca sao riêng hai bà sân bà ông miên ca bắt luôn mến núp
គឺមលេសសំព្រះបាទឥន្ទ្របរ្ម័នទី២មិនបានស្នងរាជនោះទេអញ្ចឹងហើយមានន័យថាមិនមានព័ត៌មានណាបញ្ជាក់អំពីការបាត់ខ្លួនដោយប្រការណាផ្សេងៗនោះទេគឺមានការសោយរាជជាបន្តបន្ទាប់អំពីការស្នងរាជនេះហើយបើយើងក្រឡេកមើលអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី២បើយើងក្រឡេកមើលអំពីព្រះបាទឥន្ទ្របរ្ម័នទី២ដែលជាបុត្ររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី២ មិនដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គមួយណាបានសោយរាជស្នងព្រះអង្គដោយមានញាមថាឥន្ទ្របរ្ម័នទី២នោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ1216 1216ទ័ពចម្រុះខ្មែរចាមបានវាយយួនដៃវៀតម្ដងទៀតនៅតំបន់ងេអានក៏ប៉ុន្តែត្រូវដកថយមកវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1216ខ្មែរបានថយអំពីចម្បាំងដោយខ្លួនឯង នៅក្នុងឆ្នាំ 1220 ខ្មែរបានថយពីចម្ប៉ាដោយខ្លួនឯងហើយលើកស្ដេចចាមឈ្មោះអង្គសរាជឲ្យឡើងសោយរាជនៅវិជ័យបុព្វហេតុនៃការដកថយនេះទំនងជាបណ្ដាលមកអំពីការរើបម្រាស់របស់ជនជាតិថៃនៅត្រង់វាលទំនាបនៃទន្លេមេណាមយ៉ាងណាមិញវិវាទបានកើតឡើងរវាងចៅហ្វាយខេតខ្មែរនិងមេដឹកនាំថៃពីរនាក់នៅសុខោទ័យក្រោយពីក្រុងសុវណ្ណលោក ត្រូវវាយយកបានចៅហ្វាយខេតខ្មែរត្រូវភៀសខ្លួនចេញអំពីសុខោទ័យប្រមាណជានៅគ្រិស្តសករាជ1820មេដឹកនាំថៃម្នាក់បានឡើងសោយរាជដោយមានព្រះនាមថាឥន្ទ្របតីត្រាទិត្យនេះគឺជាព័ត៌មានដែលត្រូវបានសង្ខេបនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយក៏មិនចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានដែលជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេគ្រាន់តែជាព័ត៌មានដែលត្រូវបានលើកឡើងឬឯកសារមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណ